Tòa Anh xin kính chào quý khán giả của đài ABC. Quý vị đang theo dõi chương trình Những vấn đề liên quan tới nhà luật vực và bảo hiểm nhân thọ. Tòa Anh xin hân hạnh chào đón anh Michael Võ. Dạ vâng, chào anh. Cảm ơn Tòa Anh và chúng tôi xin được gửi lời kính chào đến với tất cả quý khán giả của đài ABC. Thì có lẽ là đến ngày hôm nay thì mình đã vui hưởng được những ngày Tết. Không, mà Tết vẫn còn đang xung quanh chúng ta. Thật ra thì lúc nào cũng vậy, mỗi năm thì đến cái dịp Tết và nhất là đêm giao thừa thì cá nhân chúng tôi cũng có dịp đến được chùa Điệu Ngự, cũng được nhìn thấy những cái quang cảnh mà mọi người đến vui hưởng cái không khí Tết, được coi đốt pháo, được coi múa lân, được coi những cái chương trình ca nhạc rất là đặc sắc. Thì Tết năm nay miền Nam Cali thì được cái may mắn là nắng ấm. Sau nguyên một tuần mưa gió bão bùng thì cái cơn nắng ấm đã đến trong những ngày 30 Tết, mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết. Thành ra nơi nào cũng tràn ngập những cái niềm vui và nụ cười. Thì nhân đây tôi cũng xin được gửi lời chúc Tết đến với tất cả quý đồng hương. Xin được gửi lời chúc Tết đến với quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, quý cơ quan báo chí truyền thông, cùng với tất cả quý đồng hương một năm mới thành công, sức khỏe, an bình và đoàn tụ. Và riêng cá nhân chúng tôi thì cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến những cái tín nhiệm và những cái sự góp ý xây dựng đã giúp cho chúng tôi chu toàn trọng trách dân cử trong hơn 12 năm qua. Và trong năm nay thì hiện nay cá nhân chúng tôi đang là ứng cử giám sát viên địa hạt 1 vào tháng 3 năm 2024. Và trong cái thời điểm mà chúng tôi đang chia sẻ thì mọi người cũng đã nhận được cái giá lá phiếu khiếm diện đang gửi về nhà. Thì một lần nữa cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn đến với tất cả mọi người và nhất là quý khán giả của đài IBC. Cảm ơn tụi anh. Dạ vâng, thưa cảm ơn rất là nhiều. Khi mà anh nhắc tới lại khuôn viên chùa Địa Ngự đó thì em thấy quang cảnh đóng, em thấy mình được cái năm nay là nó lạnh hơn mọi năm, em có cảm giác là như vậy. Nhưng mà được một cái là trong cái khuôn viên rất là ấm cúng, thì em thấy là mọi người tề tụ về và ở ngoài, trong từ ở ngoài sân cho tới hội trường, như quý vị thấy trên theo dõi trên làn sóng IBC thì qua chương trình live thì em thấy nó quá đông đi, rất là vui, vui lắm. Là tại vì em thấy rằng là làm gì làm á, năm nay mình lợi thế là rớt vào cuối tuần. Anh biết không? Rồi. Cho nên mọi người được đều được nghỉ và họ đến đón Tết đông đủ, rất là vui. 30 Tết mà ngày thứ sáu phải không ạ? Là quá là lý tưởng. Nhưng mà năm hình như là em có coi lịch rồi, năm sau là rớt vô thứ ba, nó cũng trở về ngày thường. Nhưng người Việt Nam mình lạ lắm, kính thưa quý vị, là như vậy, anh đã thấy không? Mặc dù không cần biết là ngày nào nhưng mà họ vẫn sắp xếp, họ vẫn sắp xếp được để họ đón giao thừa, đón Tết, coi như là năm sau là họ lợi được hai cuối tuần luôn. Là vừa từ cuối tuần này qua tới cuối tuần sau luôn, là ăn Tết cả tuần á anh. Dạ vâng. Thì trở lại những cái công việc mà chúng tôi đang làm và nhất là trong cái không khí tranh cử sôi nổi tại quận Cam, thì hiện bây giờ cộng đồng của chúng ta đang có nhiều cái chức vụ cần phải tranh cử, và một trong những cái chức vụ mà sẽ ảnh hưởng đến cư dân của quận Cam rất là nhiều và nhất là cộng đồng người Việt Nam là chức vụ giám sát viên. Thì tụi anh biết là thông thường đôi lúc chúng ta cũng có nhiều người chia sẻ nói tôi là người Việt Nam thì nếu mà có một người ứng cử viên Việt Nam thì tôi sẽ ủng hộ người đó để cộng đồng của chúng ta có tiếng nói. Tuy nhiên trong cái chức vụ giám sát viên lần này thì trong một lá phiếu như vậy chúng ta sẽ có 5 người ứng cử viên và trong đó có 4 người Việt Nam và 1 người Mỹ. Và trong 5 người đó thì chúng ta chỉ được chọn một người mà thôi. Thành ra cái sự lựa chọn lần này nó đòi hỏi một cái sự đắn đo và những cái sự suy nghĩ. Và quý vị sẽ phải quyết định xem rằng trong thời gian qua ai là một người không có bè phái, ai là một người đã phá cái chuyện tham nhũng và ai là một người có thể có một cái gương mặt mới, một cái chính kiến mới để có một cái sự thay đổi nhiều hơn cho cộng đồng, tích cực cho cộng đồng. Nói chung là cộng đồng của 3.300.000 cư dân ở quận Cam. Thì tụi anh biết là ở quận Cam mình có 34 thành phố và chức vụ giám sát viên địa hạt 1 thì sẽ nằm trong 10 thành phố có rất là nhiều dân Việt Nam, ví dụ như là Westminster, Garden Grove, Midway City, Fountain Valley, rồi sau đó mình đi dọc xuống biển thì mình sẽ có Huntington Beach, Seal Beach, Rushmore,
là Parma, Los Alamitos và Cyprus. Thì qua 10 thành phố như vậy, chúng ta có khoảng 6 triệu 600 ngàn dân. Và trong đó thì sẽ có gần 200 ngàn người Việt Nam. Tuy nhiên cái vấn đề chính vẫn là làm sao chúng ta lựa được một cái người giám sát viên trong tương lai mới, có một cái chính kiến mới. Thì tụi anh biết là có lẽ là tụi anh và gia đình cũng đã nhận được lá phiếu khiếm diện gửi về nhà rồi, dạ, phải vâng. Không ạ? Dạ. Thì thông thường thì nhiều người nhận được lá phiếu khiếm diện và họ sẽ điền và họ gửi đi. Tuy nhiên họ cũng có thể đôi lúc điền xong rồi họ lại đợi ai đến gửi đi giùm cho mình. Dạ. Thì trong cái dịp nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin thư gửi một chuyện là mình đừng có để lá phiếu mình bị lạm dụng. Ồ, anh cho trước khi anh nói cho em đặt một câu hỏi là em với cá nhân bây giờ em thấy rằng là cái lá phiếu kiếm diện đã tới tất cả các mọi nơi rồi. Thì như vậy á thì để qua những cái giai đoạn mà trước mà giống như trong những cái tin tức á Thanh, thì theo anh á là cái anh có suy nghĩ rằng là khi mà mình gửi ngược lại mà em để cái mail ở tại nhà mình thì cái lá phiếu khiếm diện đó nó sẽ về thẳng trực tiếp ở bên phòng phiếu hay không, hay là có sẽ bị thất lạc hay thất thoát không thưa anh? Cá nhân chúng tôi nghĩ là mình bỏ bưu điện, tức là mình đến thùng thơ bưu điện bỏ, dạ vâng, hoặc là bỏ thùng thơ bỏ tại nhà để nhân viên bưu điện đến, hay là mình có cái người đi phát thơ có thì sẽ mình bị giao mất hay không thưa anh? Chắc chắn là không. Thành ra chúng tôi nghĩ cái cách đó là cách hữu hiệu nhất. Còn ví dụ như bây giờ tụi anh nhận được cái phone, có một người gọi đến nó, em đại diện cho văn phòng dân cử này, hay là em đại diện cho một người một cái văn phòng ủng hộ cái việc đi bầu, thì chị tụi anh thay vì chị bỏ thơ của chị vào thùng phiếu hay là bỏ thơ cho bưu điện, thì chị cứ đưa cho em để em đi giao giùm cho chị. Thì là như vậy vì, tại vì theo anh có nghĩ rằng là tại vì người ta cũng muốn bảo toàn cái lá phiếu, họ sợ bị thất lạc khi mà trên con đường mail tới thùng phiếu họ bị thất lạc, thì họ chỉ có muốn là giống như họ muốn giữ, họ muốn là để tôi bảo toàn cái lá phiếu đó để đem tới thùng thơ tận tay không thưa anh? Thì cái đó là cái ý tốt, nhưng mà ví dụ như vậy, cái người đó họ nhận lá phiếu của mình rồi họ quên bỏ vô thùng phiếu, hay là họ quên nạp, hay là họ có một cái ý gì đó mà không phù hợp với cái nguyện vọng mình muốn bầu, hay là cái người mình muốn bầu, thì điều đó cũng có thể làm cho lá phiếu của mình không có sự trung thực, ảnh hưởng đến một cái quyết định của mình. Thì tụi anh thấy rằng như vậy thì cá nhân chúng tôi nghĩ là khi mình nhận được lá phiếu rất là đơn giản, mình chỉ lấy ra mình điền những cái tên nào mình muốn thôi. Ví dụ như chức vụ giám sát viên thì trong 5 người mình lựa một người, rồi những chức vụ khác thì mình cũng chỉ lựa một người, hay là thậm chí có những cái luật hay là những cái chức vụ mình không muốn bầu thì những cái ô đó mình có quyền mình để trống. Và sau đó mình xếp lá phiếu lại và dán bì thơ và ký tên, ghi tên, địa chỉ nhớ. Và dán tên. Đúng là nhớ. Tại vì á em đã có nhiều lần đó là có một số người á họ cũng rất là muốn được bầu được bầu cử, nhưng mà em nhớ là mấy bác có là lần đầu tiên register rồi nhận được cái phiếu kiếm diện đó, nhưng mà khi mà mấy bác không có biết là chỉ có là nghĩ rằng là chỉ có bôi những cái tên mình thích thôi, phải ký vào bì thơ rồi xong mình gửi đi, thì tất cả cái đó là vô hiệu hóa. Đúng rồi, phải ký tên ngoài bì thơ. Và sau khi ký xong thì mình chỉ bỏ cái lá thơ đó vào thùng thơ thôi. Nhưng mà bây giờ mình giao cho một người khác mang đến thùng thơ, hay là mình giao cho một người khác đi gom phiếu giùm cho mình, thì chúng tôi xin khẳng định là điều đó có thể xảy ra nhiều cái sự ngộ nhận và nhiều cái sự lạm dụng. Và thậm chí chúng tôi cũng có thể được biết là có nhiều người nói ví dụ như bây giờ anh Michael liên lạc với mẹ của tụi anh, cô ơi, cô nhận được lá phiếu, cô lớn tuổi rồi, cô điền không đúng hay là cô điền sai, thôi để con tới con điền giùm cho cô, hay là để con tới con chỉ cho cô, hay là cô điền xong rồi con cô hay là cô cứ ký trong đó rồi cô giao cho con, rồi con là người đi gửi. Thì làm sao mình giao cho họ như vậy, thì làm sao mà mình biết được rằng họ sẽ là chọn cái người nào mà mình muốn chọn. Thành ra thưa quý vị, cái sự trung thực của lá phiếu là điều rất là quan trọng. Và nói đến đây thì những cái công việc mà một người ứng cử viên làm và những cái kế hoạch mà họ đưa ra có phải thật sự để giúp cho cái sự thay đổi của cộng đồng hay không? Riêng cá nhân chúng tôi thì đã đưa ra một cái giải quyết cụ thể để giúp cho 15.000 gia đình đang có thu nhập thấp ở quận Cam sẽ nhận được cái
affordable housing sẽ có kế hoạch rõ ràng để giúp cho họ có thể thuê được những căn nhà ở giá rẻ. Và những cái giải pháp này là một cái giải pháp cụ thể có thể khả thi được. Ví dụ như ngày hôm nay quận Cam chỉ cần ban hành là chúng tôi đang có tình trạng thiếu hụt nhà cửa trầm trọng và ra một sắc lệnh khẩn cấp có thể giúp cho vấn đề xây dựng, vấn đề cấp giấy phép, vấn đề kiểm tra, thì trong vòng một vài năm tới mình sẽ có được 5-7 căn nhà để dành cho affordable housing. Thì điều đó sẽ giúp cho hàng ngàn gia đình có thể thuê được nhà ở giá rẻ. Ngày hôm nay đó, thưa với tụi anh, là có đến 3.000 người đã nhận cái lá phiếu housing của từ năm 2013 mà vẫn chưa được giải quyết. Và có thêm 12.000 gia đình mới vừa nhận đến từ tháng 9 năm 2023. Và 12.000 gia đình này đôi lúc phải chờ đợi đến 5 năm, 10 năm thì mới chấp thuận được cái vấn đề phụ giúp housing, cái nhà ở cho mình. Thì đây cũng là một cái vấn nạn mà rất là nhiều gia đình đang có thu nhập thấp. Làm sao mình có thể giảm thiểu được cái gánh nặng chi phí trong gia đình về vấn đề trả tiền rent, vấn đề trả tiền nhà. Và cái kế hoạch của chúng tôi là khi có sự thay đổi đó thì những nhà đầu tư sẽ suy nghĩ và sẽ đổ tiền đến để cất nhà affordable housing cho quận Cam. Thì qua những cái kế hoạch này, đây là chương trình rõ ràng và cụ thể. Đồng thời, những chương trình này có thể giúp cho giảm bớt được cái vấn đề vô gia cư, vấn đề homeless và giúp cho những người veteran, cựu chiến binh đang là những cư dân ở quận Cam, thưa toàn. Dạ vâng, thưa, cảm ơn anh rất nhiều. Kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau một bài thông tin thương mại.